người ta biết rằng sóc là một trong những loài động vật lâu đời nhất và là tên phổ biến nhất. Trong các ngôn ngữ châu Âu, được sử dụng rộng rãi trong các bài đánh giá về hệ động vật của Ukraine. Sóc chỉ xuất hiện trong các ngôn ngữ Đông Slav vào thế kỷ 14. Vào năm 1933, năm 1953, ở Liên Xô, thuật ngữ sóc là tên gọi của người Ukraine. Và nó được thay thế cho từ Vesa trong tiếng Nga. Vesa được coi là một thuật ngữ tương đương cho con sóc trong các mô tả về hệ thống tiền Martin. Sayurus, một chi động vật gặm nhấm thuộc họ sóc. Loài sóc thích nghi với cuộc sống trên cây. Gồm nhiều loài phân bố ở các khu rừng châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Sóc thuộc nhóm động vật gặm nhấm không phải chuột. Các đại diện của chi này là những cư dân sống trong rừng chủ yếu ăn hạt và hoa quả. Chúng chủ yếu hoạt động vào ban ngày và dành phần lớn thời gian ở trên cây, thỉnh thoảng xuống đất để tìm kiếm thức ăn. Chúng xây tổ thường ở dạng cấu trúc hình cầu của cành và lá trong hốc cây hoặc trong cành. Tên khoa học là Sciurus xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ đại. Sciurus che bởi đuôi, ám chỉ vị trí của đuôi khi con vật đang ngồi thẳng. Thân hình thon dài, môi trên chia ra, chi sau dài hơn chi trước, răng hàm mấp mô, bàn chân 5 ngón, đuôi dài, có lông tơ, có lông hướng sang hai bên. Sóc ăn tạp, ngoài các loại hạt, hạt trái cây, nấm và thảm thực vật xanh, chúng còn ăn côn trùng, trứng và thậm chí cả các loài chim nhỏ, cũng như động vật có vú nhỏ và ếch nhái. Vào mùa xuân, chúng có thể ăn chồi cây. Một trong những điểm nổi bật của loài sóc là khả năng dự trữ thức ăn cho mùa đông, bao gồm cả các loại hạt chôn chúng xuống đất hoặc ẩn mình trong các hốc cây. Có đôi khi chúng không tìm thấy những chất dự trữ này, điều này góp phần vào sự lây lan của hạt giống cây trồng. Chi sóc được chia thành 7 phân chi và 30 loài phân chi danh nghĩa Sciurus, bao gồm 13 loài. Ở Ukraine, cũng như khắp châu Âu, một loài thuộc giống này rất phổ biến, sóc đỏ, Sciurus vulgaris. Con sóc thường được nhắc đến trong tiểu thuyết Ukraine. Sóc rất phổ biến, chúng không chỉ được tìm thấy ở Úc, Madagascar, New Guinea và quần đảo Thái Bình Dương. Tuy nhiên, sự đa dạng của các loài sóc lớn hơn nhiều và hệ thống phức tạp hơn nhiều. Môi trường sống của chúng rất đa dạng từ lãnh nguyên đến các khu rừng nhiệt đới. Một số loài sóc sống đơn độc, trong khi những loài khác sống trong các cộng đồng hàng trăm cá thể. Sóc chủ yếu là động vật ăn cỏ, ăn hạt, quả hạch, trái cây, nấm và các nguyên liệu thực vật khác như côn trùng, trứng và đôi khi là động vật có xương sống nhỏ có thể đa dạng hóa chế độ ăn của những động vật này. Tầm quan trong kinh tế, da sóc cũng được dùng để làm lông. Sóc thông thường có tầm quan trọng lớn trong công nghiệp như một loài động vật có lông. Mùa hè, lông màu nâu đỏ hoặc nâu ở trên, đuôi có phủ lông thưa từ nâu đến trắng kem. Màu sắc có sự biến đổi địa lý rộng rãi. Màu sắc mặt lưng có thể từ đỏ sẫm đến nâu, xám, hơi xanh. Đuôi, chân, tai và các búi lông trên tai có thể cùng màu hoặc tương phản với lưng.
Sinh sản có thể xảy ra từ tháng 12 đến tháng 1 khi con đực và con cái từ 9 tháng 10 tháng tuổi trở lên. Hoạt động tình dục đến tháng 8 đầu tháng 10 khi các bố mẹ cuối cùng ngừng kiếm ăn. Có hai cao điểm sinh sản trong một năm là giao phối vào mùa đông và mùa xuân. Dẫn đến con cái mùa xuân tháng 2 tháng 4 và mùa hè tháng 5 tháng 8. Hệ thống giao phối đa thê. Thời gian mang thai kéo dài 38 đến 39 ngày. 4 đến 10 thường là 5, 7 sóc con được sinh ra. Chúng nặng 10 đến 15 gram, có lông phủ khắp cơ thể trong 21 ngày. Thính lực của sóc con xuất hiện vào các ngày 28 đến 35, mở mắt vào các ngày 28 đến 32 và cho con bú kéo dài từ 8 đến 10 tuần hoặc hơn. Các loài này rất đa dạng về màu sắc và các đặc điểm sinh học và sinh thái học. Một số nhóm phân loài có tên riêng. Đặc biệt, sóc đỏ có màu nâu sẫm gần như đen, sống ở Carpathian và nhiều vùng núi khác. Ở Đông Âu, ở các vùng thuộc châu Âu của Nga được gọi là Vexa. Xa hơn về phía đông, ở Siberia, Altai và các khu vực khác. Màu lông của sóc đỏ, đặc biệt là vào mùa đông, thường có kiểu gợn sóng đặc biệt khó nhận thấy, nhiều mô tả liên quan đến sự biến đổi của màu lông. Có đuôi xám, đuôi nâu. Ở Ukraine, các nghiên cứu chi tiết về sự biến đổi của các dạng màu đen và đỏ giáp ranh giới ở Prikarpatia và Zakarpatia đang được tiến hành. Trong văn hóa, con sóc rừng là biểu tượng của một số thành phố. Con sóc được mô tả trên tờ tiền 50 kopeck của Belarus. Mùa đông lông dày, từ đỏ sẫm đến nâu, xám hoặc gần như đen ở các phần trên của cơ thể, trán dày màu nâu đỏ trên tai dài 2,5 đến 3,5 cm. Đuôi có lông dày màu nâu đỏ sẫm hoặc đen. Phần dưới có màu nhạt trắng hoặc kem. Loài này chiều dài của thân và đầu 206 đến 250, chiều dài của đuôi 150 đến 205. Chiều dài của các bước sau 51 đến 63, chiều dài của tai 25 đến 36. Lưng có màu sẫm đồng nhất nhưng thay đổi màu từ nâu sẫm đến nâu đỏ. Từ nâu nhạt đến nâu xám hoặc đen. Sóc ở công viên Sokol. Sóc trong bộ lông mùa đông. Sóc Sayuromorpha. Sóc đỏ thường Sayurus vulgaris. Sóc xám Sayurus carolinensis. Sóc đen Sayurus niger. Sóc Yucatan Sayurus yucatanensis. Sóc Nhật Bản Sayurus lis. Sóc đỏ dạng tối. Sóc Cirrus minoris. Sóc chuột Tamius. Alpine Mammoth một họ sóc. Sóc Gopher Spermophilus saturatus. Sóc đất châu Âu Spermophilus sitellus trong hang. Sóc diều Glaucomys sabrinus. Thường được coi là thuộc họ riêng biệt gần với sóc. Một trong những tên phổ biến của nó là Petaurista. Đặc điểm của Petaurista khác với các loài sóc khác bởi sự hiện diện của màng da giữa chi trước và chi sau. Màng bọc bằng len lông cừu dùng để bay bổng. Xương sụn hình liềm kéo dài từ cổ tay để hỗ trợ bờ trước của nó. Khi nhảy lớp màng ở hai chân duỗi ra.
hướng bay của diều Petaurista không phải do đuôi thay đổi mà do sức căng của màng và vị trí của các cánh trước. Đuôi hoạt động khi bay với bộ ổn định và giúp phanh trước khi hạ cánh trên thân cây. Phạm vi bay có thể đạt 30 đến 60 mét, lối sống của diều Petaurista tranh tối tranh sáng. Sắp vào mùa đông, công viên Ski ở Lviv. Sóc gần người. Sóc đỏ Sayurus vulgaris ở công viên Holosiipski. Sóc lường Sayurus vulgaris. Sóc đỏ dạng tối sao là kết hợp giữa sóc đất Mammoth và sóc chuột Ceratis. Là một nhóm không đồng nhất bao gồm khoảng 279 loài và 51 chi, được chia thành 5 phân họ. Kích thước của chúng như kích thước của một con chuột và trọng lượng trung bình là 16,5 gram và đến 43cm chiều dài. Sóc là động vật có vú loài gặm nhấm. Sayurus vulgaris Onyevi là một trong những phân loài nổi tiếng nhất của loài gặm nhấm thuộc loài sóc vulgaris. Lưu vực sông Oka là nơi sinh sống gần đúng đầu tiên của phân loài sóc Sayurus. Loài này được Oleksiy Mihulin mô tả vào năm 1928, tên khoa học đầy đủ của nó là Sayurus vulgaris Onyevi Mihulin 1928. Loài này được đặc trưng bởi màu lông mùa đông từ xám với sự pha trộn của các tông màu hữu tính vân xám đến xám tro. Bộ lông mùa hè từ nâu nâu đến xám đất son trong dân số loài ít nhất 25-30%. Trong các tài liệu khoa học tiếng Nga, loài này được gọi là sóc Sredneskaya Vesa. Sóc cũng là đại diện của nhiều vùng văn hóa. Aitinger Piwaokka là một quốc huy của Ba Lan. Cờ của Kiversi, vùng Volin. Quốc huy Sosnitsa, vùng Lviv.